Cảm ơn quý vị khán giả vẫn không rời màn ảnh của Sài Gòn TV. Duy Khang và Minh Tú xin mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình Kỹ thuật về điện toán ngày hôm nay. Gửi lời chào trở lại với Minh Tú. Vâng, xin chào Duy Khang. Và kính thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình thì Duy Khang sẽ gửi đến cho Minh Tú những cái câu hỏi liên quan đến việc sử dụng cái điện thoại iPhone. Tại vì trong cái iPhone nó có nhiều cái chức năng khác nhau mà thật sự mình cũng chưa có xài hết nữa. Thành ra không biết là ví dụ như có một cái option này, mọi người hay cùng nhắn với nhau trong một cái group, vâng, cho nó tiện lợi. Ví dụ như là trong một nhóm 3-4 người mình đi party với nhau. Nhưng mà có những người đó, ví dụ như là không có liên hệ gì với mình cả, nhưng mà lại vẫn text cho mình, bỏ tên mình vào trong một cái group, vâng, 5-60 người, và họ nhắn cùng một lúc mà không liên quan gì tới mình hết. Vâng. Bây giờ có cách nào để mà mình có thể mình rời khỏi cái group text đó hay không thưa? Vâng, vâng. Cái phần này rất là hay quý vị. Nói chung đó là iPhone cũng như những cái phone khác nó có cái phần group text rồi. Cái nghĩa là chúng ta có thể tag nguyên một group có thể lên tới 12 người, và chúng ta có thể nói chuyện chung với nhau rất rất là tiện lợi. Nhưng mà đúng vậy, Duy Khang cũng nói có những cái lúc mà mình không có muốn nhận những cái tag mà không cần thiết, rồi nhiều người nói qua nói lại, rồi nói là nói nhiều đó. Minh Tú sẽ cho quý vị thấy một số những cái ví dụ ở trên màn hình của cái điện thoại iPhone. Đây là một cái ví dụ mà anh em chúng tôi tag với nhau trong cái conversation này á, thì sẽ có 4 người. Có Yimi, có anh Hùng, có Duy Khang và có Minh Tú ở trong cái group 4 người này. Thì quý vị để ý đó, thì tất cả những người này nằm ở trong một cái group này. Và giống như Duy Khang nói đó, để mình có hai cách. Một cái cách mà mình vẫn muốn ở trong group nhưng mà mình không có muốn nó kêu hoài, mình đang làm việc office hay là có cái meeting hoặc là đang nghỉ ngơi, thì mình muốn không có muốn ring, muốn nhận cái text nhưng mà không có muốn nó ring, thì quý vị thấy có một cái nút nó gọi là do not disturb. Do not disturb, thì trong cái trường hợp này Minh Tú sẽ turn nó on. Thì mình vẫn trong cái group đó nhưng mà nó không có ring. Thành ra mình vẫn có thể làm việc bình thường. Tuy nhiên cái phần Duy Khang nói đó, bây giờ mình cũng không thấy liên hệ gì với cái group đó nữa, mình không có cần phải làm việc chung cái group nữa, thì mình có thể rời khỏi cái group đó. Thì bằng cách nào? Thì quý vị thấy cái nút đỏ đỏ, nó in rất là đỏ luôn, nó đây là leave this conversation. Thì mình sẽ chọn cái phần đó, mình sẽ rời khỏi cái group đó luôn. Ví dụ như là một cách lịch sự, Duy Khang muốn rời khỏi cái group đó nhưng mà không muốn cho người ta biết, khi mình rời thì người ta có biết không? Người ta sẽ biết Duy Khang. Không, người ta sẽ biết. Không, mà cho như vậy người ta tự hiểu là mình không muốn nói chuyện nữa. Dạ, đúng vâng, không ạ? Dạ vâng. Và để khỏi có app vô để nhắn tin chung một cái group nữa. Vâng. Thì đó là một cái đầu tiên trong cái phần 2 của chương trình Duy Khang muốn hỏi Minh Tú. Còn một cái câu hỏi khác nữa, đó là thấy ở trong cái điện thoại của mình nó có nhiều cái chức năng khác nhau lắm. Ví dụ như là hiện tại trong cái group luôn, nói đến đang mình đang nói về cái group, thì ví dụ như là đi chơi cùng với nhau mà bị thất lạc ở chỗ nào đó, làm thế nào để mình tìm được nhau? Nó có những cái option nào trong cái điện thoại hay không? Có những cái app nào hay không? Hay là mình phải làm như thế nào thôi? Vâng, Duy Khang, cũng như quý thính giả, quý vị đã thấy thì nó có những cái option để giúp cho chúng ta có thể liên lạc với nhau bằng cách là biết chúng ta đang ở đâu trên cái bản đồ. Tất nhiên chúng ta phải tin cái nhóm đó, và đặc biệt chúng ta đi chơi chung với nhau, chúng ta nhắn tin chung cái group thì cũng như vậy thôi. Mình đang nhắn tin chung cái group và cùng cái group đó, thì quý vị để ý trên màn hình, Minh Tú đang ở trong cái group text với Yimi, với anh Hùng và Duy Khang. Thì Minh Tú sẽ bấm vô cái phần detail, là cái phần ở bên trên đó quý vị. Quý vị thấy cái phần detail bên trên đây, Minh Tú sẽ bấm vào cái phần detail đó. Và khi bấm vào detail đó thì nó sẽ cũng hiện ra giống như hệt như vậy ha. Và ở đây quý vị sẽ thấy là send my location. Cái nghĩa là nó sẽ gửi cái địa điểm hiện tại Minh Tú đang ở. Thí dụ như mình cùng đi với nhau đến thành phố New York đi. Mình đang ở trong một cái thành phố đó, nhưng mà một người thì đang ở ở cái chỗ đặc biệt của thôi bây giờ mình gần, ví dụ cho nó gần đi hả? Ví dụ như trong Đài Sài Gòn TV đi. Okay. Thì ví dụ như send location thì có thể là thấy Hùng là đang ở trong cái nhà bếp. Vâng. Duy Khang là đang ở trong cái phòng ghi âm, còn Tú là đang ở chỗ receptionist, ví dụ vậy thôi. Vâng, vâng, thì đó. Giống như mình, nó sẽ gửi cho mình cái map thì mình thấy là mỗi người đang ở cái đâu? Điểm nào đúng điểm rồi nào. Thành ra quý vị chỉ cần bấm send my current location thì nó sẽ gửi cho và mọi người sẽ biết hiện giờ Minh Tú đang ở đó. Rồi có một cái phần thứ hai ở trên đây nó hơi khó hiểu, đó là share my location lần sau. Cái nghĩa là khi mà chúng ta chọn share my location á, là quý vị sẽ thấy đó là
mình sẽ share cho mọi người liên tục luôn. Cái nghĩa là iPhone tự động cứ vội mỗi một vài phút. Ở đây Duy Khang thấy là share for one hour hay đúng là rồi, như thế nào? Là share until the end of the day luôn. Nhưng mà ý anh Minh Tú nói là cứ khoảng 2-3 phút thì nó sẽ gửi cái tự động, nó gửi cái map một lần. 2-3 phút tự động gửi cái map một lần. Thì ví dụ mà đi chơi thì biết là người đó đang ở chỗ này, người kia đang ở chỗ kia. Tại vì nhiều khi giống như là nói thôi bây giờ tôi đi chơi chỗ này nhưng mà tôi không thích qua cái khu này, tôi qua khu kia tôi chơi đúng đi. Rồi. Rồi lát hồi nữa gặp lại, nhưng mà cái hồi bị lạc không biết ở đâu. Thì mình nhờ cái này nó cứ gửi liên tục những cái map thì mình cập nhật được là người này đang ở đâu đúng và vậy. Sẽ tìm ra không bị thất lạc, đúng không ạ? Đúng vậy Duy Khang. Vâng. Thì hy vọng là quý vị sẽ thấy được một số cái feature mới của trên cái điện thoại iPhone mà chúng ta có thể sử dụng để nó giúp cho chúng ta gần gũi nhau hơn. Và một cái feature cuối cùng Minh Tú cũng chỉ luôn là cái phần gọi là forward cái message. Cái nghĩa là thí dụ như Duy Khang gửi cho Minh Tú về một cái chương trình nào đó đặc biệt của Đài Sài Gòn TV và Minh Tú muốn mời hay là muốn giới thiệu cho mọi người biết, thì Minh Tú sẽ forward cái đó cho một người khác. Thì làm như thế nào thì quý vị để ý thì nó cũng nằm ở trong cái phần nhắn tin đó. Chúng ta vô cái phần nhắn tin xong ha, rồi chúng ta thí dụ như hiện giờ là trong cái message này Duy Khang nói là đến cái giờ này kết thúc show hay đến nhà hay là rời khỏi nhà đi đâu đó, phải không? Thì Minh Tú sẽ chọn cái message đó. Minh Tú nói cái này mình cần phải cho mọi người biết, và Minh Tú bấm nhấn để ngón tay mình trên message đó cho đến khi nó chọn select, nó hiện lên cái menu. Vâng, rồi quý vị bấm chữ more. Và khi mà bấm cái chữ mua đó thì quý vị sẽ thấy là ở trên cái nó có check cái message này nè. Và nó có cái dấu này là cái dấu share đó. Duy Khang thấy không? Và để ý quý vị cũng thấy xóa luôn, mình cũng có thể xóa một số cái gì đó mình cảm thấy giận quá, cái người đó nói gì mình không muốn cái hoặc phần là đó. Nhiều khi mình không muốn người của mình biết những cái tin gì ai nhắn cho mình cái gì đó, mình xóa bí mật đi thì nó có cái nút xóa chỗ này. Vâng, và tất nhiên trở lại thì chúng ta sẽ thấy cái nút forward, mình sẽ forward cái đó cho một cái ấy, thì nó sẽ create một cái task mới và mình Tú chọn cái nút đó ha. Sau khi chọn cái nút đó thì nó sẽ copy cái phần của này và mình sẽ mình chọn cái tên của người khác thôi. Đúng rồi. Mình chỉ cần đánh cái tên của cái người khác trên đây. Thì ngày hôm nay quý vị khán giả đã thấy qua những cái features, những cái tính năng mà đôi khi chúng ta không biết, mặc dù là xài cái điện thoại iPhone cũng lâu rồi nhưng mà đôi khi mình lại không biết hết những cái tính năng. Ví dụ ngày hôm nay Minh Tú chia sẻ nói về cái Find My iPhone, hoặc là nói về cái tính năng là Share My Location, ví dụ trong trường hợp đi chơi theo nhóm như vậy. Thì Duy Khang thấy rất là hữu ích, tại vì đôi khi cái nhà sản xuất đó người ta muốn tạo cho mình nhiều cái thuận tiện hơn trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà đôi khi lại mình lại bỏ gần cả ngàn đồng mua cái điện thoại mới nhưng mà thật sự mình không xài hết những cái option trong cái điện thoại, thì đúng là rất là tiếc, phải không thưa quý vị? Qua chương trình kỹ thuật điện toán thì Minh Tú chia sẻ thêm với quý vị. Quý vị nào chúng ta biết rồi thì cũng là một cách để mà chúng ta chia sẻ thêm với những người khác. Còn không thì đây cũng là một cái cơ hội học hỏi thêm. Còn một ít thời gian của chương trình thì Duy Khang muốn hỏi anh Minh Tú về những cái thông tin mới cho chiếc điện thoại hiện tại mình đang có là điện thoại iPhone 6 đúng không? Còn cái điện thoại iPhone 7 thì nó có những cái thông tin gì mới để mà mình update cho quý vị đồng hương của mình chưa thưa anh Minh Tú? Cái tin này nóng hổi. Thưa quý vị thì ở trên website cũng như ở trên những cái người mà gọi là fan hâm mộ của iPhone đó, thì họ vẫn đang trông chờ cái điện thoại iPhone 7, cái nghĩa là iPhone 7. Và Minh Tú cũng qua những cái thông tin gọi là trên mạng thôi, họ chưa có đưa ra những thông tin chính xác. Nhưng mà tháng 9 này thì chắc chắn là Apple sẽ có cái thông báo, và cuối tháng 9 thì chúng ta sẽ thấy được cái điện thoại iPhone 7. Thì lúc đó thì anh em mình sẽ nói chi tiết hơn. Tuy nhiên bây giờ thì Minh Tú biết rằng điện thoại iPhone 7 đó nó cũng khá giống như vậy, nhưng mà nó mỏng hơn nhiều và cái màn hình nó rộng ra và mình vẫn không thấy cái riềng này luôn. Thì cái điện thoại 7 sắp tới đó thì nó chạy nhanh hơn. Và cái màn hình cũng như cái máy chụp hình nó rất là đẹp, Duy Khang. Và tất nhiên nó có thêm một cái phần mà mọi người cũng rất là trông chờ là charge pin wireless. Cái nghĩa là nó không có cùng dùng dây để charge nữa mà có thể để trên một cái charger. Thì cái phần đó không biết chính xác nó có sẽ ra hay không,
Tuy nhiên cái mới đó thì nó mỏng hơn cái này luôn. Cái này đã mỏng rồi mà mình tôi nghe nói nó sẽ mỏng hơn nhiều. Coi như là cái điện thoại iPhone 7 mới đó nó sẽ mỏng hơn. Và Duy Khang nhớ không lầm là có lần mình cũng có chia sẻ là cái bộ nhớ hoặc là memory đó, cái memory của nó sẽ rẻ nhiều hơn nhưng mà nó vẫn bán với cái giá như là trước đây. Dạ yes, đúng vậy Duy Khang. Tại vì Duy Khang nhớ không lầm là hình như cũng có xem qua thông tin ở đâu là vì Apple đã bị nhiều người comment là mua một cái điện thoại ví dụ như là 16GB đi, đúng không? Lót tải những cái app về hoặc là những cái chương trình update của Apple, của iPhone về thì hầu như là hết rồi. Đúng không rồi. Còn một cái chỗ trống để mà chứa hình ảnh hoặc là những cái test hoặc là họ có thể tải thêm những cái chương trình mới gì về cái điện thoại của họ nữa. Thành ra đâm ra là giống như là quá tốn tiền, không làm được gì cả. Thành ra chính vì cái lý do đó mà họ đã chuyển sang là cho cái dung lượng nó nhiều hơn. Nhiều hơn, nhưng mà đúng vẫn rồi. Bán với cái giá cũ đúng không ạ? Đúng vậy Duy Khang. Và mình Tú nghe là có lẽ nó thêm một cái version nữa gọi là iPhone 7 Professional. Cái nghĩa là ngoài iPhone 7, iPhone 7 Plus phải không? Và nó có một cái iPhone 7 Pro. Wow. Cái nghĩa là nghe nói là sẽ có 3 cái version. Vâng, cảm ơn anh Minh Tú rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi tạm ngưng vì không còn thời gian nữa. Hy vọng là gặp lại quý vị trong chương trình lần sau của Kỹ thuật Điện toán. Cảm ơn anh Minh Tú đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn Duy Khang. Cũng như Minh Tú cảm ơn đến quý khán giả của Đài Sài Gòn TV.